các bạn quý vị khán giả của vị chú cũng như các thành viên của vị chú trên group vị di chú Bảo lãnh thân nhân là một ước nguyện một ý muốn của những người đang là công dân mỹ hoặc là những người thường chủ nhân mới qua mỹ muốn bỏ lãnh người thân của mình thì trước hết các bạn bảo lãnh người thân càng gì Hiện tại, Sở Y Chú đã cả mở ra cái trang à, có thể mình có thể apply online trên cái trang web của Sở Y Chú tạo ra cái phương tiện dễ dàng để mình có thể à, nộp đơn bảo lãnh cho người thân của mình mà không cần phải à, gỡ giấy tờ và mắc nhiều thời gian mình chỉ cần à, lên trang web của à, trực tuyến của à, USCIS à, à, mình có thể apply online Bây giờ Vũ xin dự, hướng dẫn các bạn đường bước um, để nộp đơn uh, trực tuyến bảo lãnh cho form y 130 cũng như những cái form khác và có thể nộp đơn trực tiếp qua giao diện của uh, trang web của sở dây chú Đây là uh, hướng dẫn mang tính tham khảo Các bạn cần hiểu rõ trong trường hợp uh, của mình, case của mình Nếu các bạn uh, có luật sư hoặc là dịch vụ thì tư thêm tư vấn thêm Bây giờ chúng ta cùng xem hướng dẫn của vị di chú Cảm ơn. Trước hết chúng ta phải có một cái email à, một cái email trên uh, Gmail đẳng hạn rồi mình đăng ký thành viên à, mình đăng ký à, mình sign up một cái account với à, trang web của sở di chú là USCIS rồi mình à, mình sẽ lắp vào uh, cái profile của mình thì mình có thể uh, nó có hai bước để verify cái trước khi đăng nhập vào trang web của sở di trú thì mình có thể verify qua bằng cái, cái số phone của mình hoặc là verify qua email của mình thì uh, Vũ đề nghị các bạn nên đăng uh, verify qua đăng ký verify qua cái cái uh, uh, email của mình nhé có một số form mà mình có thể à, apply online với sở di trú là bao gồm có form à, thay thế thẻ xanh Y90 rồi form N336 rồi form N400 là form apply à, à, thi quốc tịch hoặc là form N565 là form N600 là apply cho con của dưới 18 tuổi của quốc, người Hoa có quốc tịch Mỹ và bây giờ là cái form y 130 nộp cho một hồ sơ hồ sơ họ hồ sơ bảo lãnh thì bắt đầu cái form thì nó sẽ hỏi cho bạn cái diện bảo lãnh là diện gì ở đây mình làm mẫu là một cái diện anh em bảo lãnh là diện F4 chẳng hàng. ngoài ra còn các diện như là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho vợ học chồng bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi bảo lãnh cho con trên 21 tuổi để lãnh cho con có vợ có gia đình và anh em bảo lãnh tùy theo cái diện của của bạn thì các bạn chọn cái diện thích hợp để uh, mở hồ sơ bảo lãnh. Rồi thẻ xanh nộp cho nộp bảo lãnh hồ sơ và cái phí là 535 đồng cũng như những cái giấy tờ đăng thiết như là uh, hình passport, hình passport khổ 2 x 2 um, giấy khai sinh. Ờ, phải đến tiếng Việt thì phải có bạn dịch trong tiếng Anh à, bằng chứng về à, quốc tịch hoặc là thường chủ nhân là giấy à, à, thẻ xanh hoặc là giấy passport hoặc là giấy chứng nhận à, quốc tịch à, và những cái bằng chứng về mối quan hệ gia đình rồi bây giờ chúng ta bấm vào nút Next để à, tiếp tục à, điện cái form và bây giờ chúng ta bấm, bấm nút start để bắt đầu cái hồ sơ của mình nhé thì ban đầu trang nó sẽ hỏi là có ai hỗ trợ cho bạn không để điền cái form này nếu mà không có thì chọn là no Đầu tiên chúng ta à, nhập tên họ và middle name nha các bạn Và nếu mà bạn có tên khác thì à, Chọn là có thêm cái tên khác Rồi Nhập số điện thoại Để liên hệ với à, quý vị và các bạn Và email Cũng như cái địa chỉ Và Bạn à, có hiện sống cái địa chỉ này không hay là cái địa chỉ để À, làm cái mail link để cho đổi email và thông tin với sở dấu hay không. rồi nếu mà bạn bạn sống những cái địa chỉ khác nhau từ lúc nộp đơn này 5 năm bạn nếu mà bạn có di chuyển những chỗ ở trước thì bạn cũng phải nhập cái địa chỉ của những cái nơi ở trước trong vòng 5 năm rồi nó à, sẽ hỏi những các bạn à, cái, những cái thông tin về cá nhân như là giới tính rồi à, chủng tộc nếu mà không phải là Hispanic thì chọn là nó à, nếu bạn là cho Việt Nam thì chọn là Asian rồi à, cái chiều cao à, cái cân nặng và màu màu mắt và màu tóc sau đó chúng ta bấm nét tiếp tục và tiếp theo là họ sẽ hỏi bạn các bạn cái chỗ làm việc 5 năm trước nếu mà một chỗ thì mình chỉ chàng ép vào một chỗ thôi Nên nơi làm việc tên công ty rồi địa chỉ làm việc nếu mà là nghề nghiệp của bạn là gì nếu mà bạn làm nhiều hơn một chỗ thì có thể ép thêm cái, cái 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 nơi mình làm việc trong vòng 5 năm tiếp theo chúng ta bấm nét rồi cái tình trạng di chiếu của bạn hiện giờ là nếu bạn là công dân Hoa Kỳ thì chọn là US citizen hoặc là tại xanh thì chọn là thẻ xanh rồi mình nhập vào số a number a number nằm trên cái thẻ xanh của các bạn nha rồi nếu bạn có account của rồi bạn nhập số uh, an sinh xã hội nơi sinh ngày tháng năm sinh rồi bấm tiếp next rồi tiếp theo là bạn cấu tịch mỹ bằng cách là um, sinh ở mỹ hay là nộp đơn nộp đơn xin thi quốc tịch rồi bạn có cái số bằng cái số uh, uh, chứng nhận nhận quốc tịch không rồi nơi nơi và ngày tháng bạn nhận chứng nhận quốc tịch, rồi sau đó bạn bấm nét tiếp đó, rồi tình trạng kết hôn của bạn là gì, à, độc thân, kết hôn hay là là hóa phụ hay là lý gì, à, bao nhiêu lần bạn kết hôn thì bấm một thì bấm một mà hai thì bấm hai rồi nhận, bấm nét tiếp tục, sau đó là về thông tin của người hôn phối của bạn. Ờ, cũng là ghi mình nam họ đên rồi middle name và family name, ngày đây là ngày kết uh, hôn của bạn, rồi uh, nơi địa chỉ kết hôn. Và nếu đã ly dị thì uh, ghi vào ngày ly dị. Nếu mà kết hôn bao nhiêu lần thì áp thêm vô vào wow. rồi mình bấm next tiếp tục. Đây là những uh, cái kết uh, hôn nếu mà kết hôn hơn một lần thì mình cũng ghi vào những thông tin uh, À, những cái cuộc kết hôn trước, người kết hôn trước, mà ngày kết thúc cuộc hôn nhân của mình, mà bấm nét tiếp. Rồi sau đó là thông tin của ba mẹ của bạn, à cũng họ tên rồi ngày tháng năm sinh rồi cũng nơi sinh. Rồi tiếp theo là họ tên của thông tin của người người mẹ. Cũng những thông tin như vậy họ tên là ngày tháng năm sinh rồi nơi sinh nơi à, cư trú và bấm NET rồi à, thông tin là bạn à, cái hồ sơ của bạn là bạn muốn bảo lãnh cho ai nếu mà à, mình đang làm ví dụ cho bảo lãnh anh chị em thì là chọn là bảo lãnh anh chị em sau đó mình bấm à, tiếp rồi cái người mà à, được bảo lãnh là họ tên rồi có bao nhiêu người trong đó thì ví dụ bảo lãnh anh chị em thì có người vợ rồi các con thì cũng điền tên ngày tháng năm sinh vào rồi số điện thoại của người được bảo lãnh ở Việt Nam và email chúng ta cũng nhập vào rồi chúng ta bấm nét tiếp tục rồi địa chỉ của người được bảo lãnh đang sống ở đâu ở nếu mà ở Việt Nam thì ở chỗ nào thì mình điền thông tin ở đó rồi mình bấm next tiếp tục à, nếu mà có số I number thì tất là người được bảo lãnh là không có số I number vì không phải là không phải thường trú nhân nên à, những cái này mình có thể skip qua vì người người được người được bảo lãnh không phải là không phải là thường chủ nhân hay công nhân Hoa Kỳ thì chắc chắn là không có số an à, sinh xã hội rồi cũng không có cái số I number Mình skip vào bước này Rồi à, người được bảo lãnh bây giờ ở Mỹ chưa nếu mà mình có thì mình Z đi du lịch này đi du lịch rồi đi à, đi du học chẳng hạn thì cũng điền vào cái Z và mình điền vào những cái cái thông tin về cái số hộ chiếu hay hết hạn chẳng hạn rồi chỗ nơi làm việc của người được bảo lãnh tên địa chỉ mình ngay bắt đầu làm việc rồi tình trạng kết hôn của người được ba lãnh là uh, độc thân hay là kết hôn rồi mình chọn vào mình bấm nét rồi uh, thông tin của người được ba lãnh là người lấy điền vào là người vợ rồi con bao nhiêu con thì ép thêm vào à, tại thời điểm mà nếu mà nộp hồ sơ có à, có nộp cái đơn 455 để à, phỏng vấn à, thay đổi hoặc phỏng vấn đại Hoa Kỳ không mà nếu cái trường hợp chắc khá là à, uh, cái F4 thì nó còn thời gian lâu thì chắc chắn là không rồi thì mình chọn là no và cái uh, đại sứ quán hay lãnh sứ quán nào uh, cho cái hồ sơ di, di, di dân này thì dĩ nhiên là có bạn ở Việt Nam thì chọn là Việt Nam Rồi bạn có bao, à, bao giờ <laughs> à, nộp một cái hồ sơ bảo lãnh à, di trú như vậy không nếu bạn à, cái người được bảo lãnh chưa thì mình chọn à, NO Bạn có nộp đơn à, một cái đơn riêng rẻ nào cho một cái người thân nào khác này nếu mà bạn đang bảo lãnh một người khác thì bạn chọn là yes. Uh, phần uh, upload file về uh, thông tin của người được bảo lãnh thì cái này bạn có thể upload cái giấy khai sinh của người được bảo lãnh rồi chúng ta bấm next để thông tin uh, chúng ta bấm next để tiếp theo làm bước tiếp theo uh, những thông tin thêm những cái thông tin về nếu bạn có những cái thông tin khác nữa cần cung cấp thì bấm thêm vào không phải bấm Next rồi sau là cái Evidence cái mục Evidence là những cái bằng chứng cho cái form bảo lãnh này thì đó là bằng chứng vào quốc tịch Mỹ chẳng hạn thì của người bảo lãnh thì các bạn upload lên cái bằng chứng là giấy chứng nhận quốc tịch rồi nếu mà thay thế giấy chứng nhận quốc tịch có thể là giấy passport Mỹ À, nếu mà chứng minh mục đích là bạn vào đổi tên thì cũng phải có giấy đổi tên rồi cái bằng chứng về mối quan hệ anh em thì cái bằng chứng mối quan hệ anh em tốt nhất là cái giấy khai sinh của người được bảo lãnh và người bảo lãnh cùng chung à, cha mẹ đó là cái bằng chứng của diện F4 rồi chúng ta bấm Next ngoài ra thì có những cái bằng chứng khác ví dụ như là bằng à, chứng về à, những cái record về tôn giáo trường học rồi à, rồi à, à, trường học rồi những cái bằng chứng khác, à, về điều tra dân, dân số chẳng hạn thì à, những cái này thì nó thường à, nó à, bảo lãnh thì nó không có cần thiết à, phải áp thêm những cái bằng chứng đó vào thì chúng ta bấm uh, bỏ qua, skip qua, bấm next Bước tiếp theo là chúng ta review là xem lại cái, cái form của mình đã điền đúng chưa, cũng như sau đi sau khi review thì chúng ta check lại cái cái uh, form mình đã nộp và cũng như cái cái phí của bạn cần đóng là 530 năm đồng 535 à, Mỹ Kim à, Đây là những cái thông báo mà thiếu thông tin mà mình làm ví dụ nên mình không có tiền vào chính xác thì cái form nó sẽ báo mình lỗi là mình phải à, quay lại và mình sẽ sẽ sửa lại những cái thông báo lỗi này sau đó mình sẽ bấm à, nếu mà xong thì mình bấm tiếp theo và mình à, chỉ uh, submit để uh, mình điền vào thẻ tín dụng của mình để trả tiền. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Các bạn cũng đừng, đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ và theo dõi video chú.